đi cho mấy cái con cá kia này biết không? Con cá kia nó màu rỉ lắm. Không ơi. Nó nghe nè Khâm, mình phải thêm mấy con đùi gà nó thơm, đùi gà với cá Khâm. Phăng vô. Có không? Đùi gà hả? Khi muốn ăn nó xuống như vậy á, là trong cái lồng nó có gà nè, đầu cá nè, lồng cái con cua nó bay vô nó ăn nè, đang ăn. Nó nghe cái mùi thơm của thịt gà nó bay vô, nó rủ từng đàn từng bầy nó vô, bắt đầu nó ăn nè. Các bạn biết là bắt đầu nó nhào vô, nó rủ ơi vô đây ăn đi mồ ngon nè, vô đi nè. Nhưng mà khi mà các bạn thấy mà con cua nó lên rồi đó, nó vô bắt đầu ăn, nó rỉa những cái thịt gà là những cái đầu cá là nó thơm nè. Và khi mà các anh chị mình chuẩn bị kéo lên, anh chị mình phải nhớ nha, phải kéo nhanh tay đi xíu nha, nhanh tay lên đi xíu nha, để thôi con cua kia nó chạy ra, nhớ kéo mạnh lên, nhanh tay lên là con cua nó không có chạy ra ngoài nè. Và tất cả các anh chị mình ngoài. Oh my god. Wow, bảy vô luôn, quá trời luôn kìa. Wow. Bảy thôi, nó chạy. Bảy thôi. Cái này. Ồ mà cái lòng này quá đã luôn á chị ơi. Đây con đây nè. Vô cho chụp hình, Vô. Go. Yeah. One more. Lòng này. Oh my god. Cái này là đỏ đầy cu lơ đó. Đưa mà dễ sợ chưa? Dễ sợ chưa? Chú quay phim đi, quay phim về kia đi. Rồi lo cái thùng lại anh Ba Châu. Lo cái thùng xanh lại. Đấy, bỏ con mồi vô. Oh, you have some? Oh, thank you so much. Nè, ông cho. Dạ, anh Nhân. Có kìa nhân. Rồi lo cái thùng lại Ba Châu. Lo cái thùng xanh lại. Đấy, bỏ con mồi gà vô. Oh, you have some? Oh, thank you so much. Nè ông cho. Có, em mua 6 cái. 9 cái. Không, ông kia không cho mình thêm mồi không? Bỏ vô lên mồi vô luôn. Cái này có nhiều đâu. Đâu đưa anh đi. Wow, Donnie, good job Donnie. Wow. Đấy, bên kia, mở cái nắp lên. Đó, phải bắt gì nè chứ, ai phải xách cái xô kia. Cái xô kia bắt biết cái nào. Người bán già, hả? Rồi đi vô đi mua mồi, ok. Đây các bạn Oregon, người Việt Oregon phải làm giống như ông anh này nha. Like luôn á hả? Jimmy, anh Jimmy ở Eugene hả? Eugene Oregon, ok. Vô người Việt Oregon là thấy hình anh luôn ha. Ok, đỏ nè. Chút gần nữa mà bây giờ tới tối. Ủa cái này nè, coi nè, tí coi cái này có không tí. Ủa tổng cộng mình tới 12 cái lồng nữa mà tí. Wow, còn quá trời luôn kìa. Đưa đi, hép đưa đi. Wow, đưa đi. Chăm anh kìa. Chăm anh, nhìn. Chăm anh lại kìa, chăm anh. Ơi, chắc phải là đem một cái cooler xuống bỏ cua vô chứ cái này đâu đủ. Nó được á, tôi thấy anh con câu đỏ đó. Nó bự mà nó. Ồ hay vậy ta. Ồ người ta trong nghề đó ha. Bóp cái nào? Cái gì nó nhìn nó trong trong. Không học hỏi nha, không cái này là dân biển nha, không. Đây dân miền biển á nha, không. Nên em sáng giờ đi em không biết là con được hay con cái nữa. Thiệt luôn hả? Dạ. Con nào mà nó gì là con cái, còn con kia nó gì là con được, y chang vậy đó. Ơi, tí chỉ nó chưa tí. Được rồi. Rồi hả?
giờ không có mồi ngon nữa. Không có, tại mình giỡn thường đấy thôi.